Trời mắt, sao giờ này còn xuất hiện một người đàn ông trên thế giới này mà sao hiền dữ vậy trời. Giờ nhìn thấy cũng hiền mà. Dạ không đâu, cũng quỷ ma hơn nhiều lắm. Trời ơi, giờ là quỷ ma rồi. Dạ hiền mà nó nói em thấy sao ta ăn hiếp nhiều quá. Xong giống như là tự nhiên em thương người này, em muốn bảo vệ người này vậy đó. Trời ơi, em giống như là người đàn ông vậy đó. Mình con gái anh mà giống như ngày xưa mình không có nổi tiếng, mình là ca sĩ trẻ nó mình hát. Rồi đi hát tỉnh sợ mấy cái ông vậy đó. Ghê lắm, kiểu như là thấy con gái mới lớn mừng mỡn à. Mấy công vụ em sợ lắm. Giống như không ai đụng được vô em đâu nha, nhưng mà thấy ông này hiền á, cái mình cảm thấy là mình tin tưởng được, là không có vồ vập, không có là mình thấy ghê sợ vậy đó. Là em mới thương. Con tính là cũng là tính đàn ông nữa. Ví dụ để tự giác làm thì không có sao đâu. Mà em thấy cái nhà dơ quá đi, em kêu bà ơi cầm cái chổi quét nhà đi, là hổ cái chổi bà vô em. Chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận, Võ Kiều Vân xin gửi đến quý vị khán giả đang xem chương trình một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Hiện tại em dưới 30 chút xíu, và hiện tại em đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là dạ, gì? Em là ca sĩ. Đó. Mà em? Dạ em là Khởi Phong, hiện tại thì em đang là manager của Vạn Vân. Và em là nhạc sĩ chuyên sản xuất những cái MV ca nhạc của Vân. Và tất cả những cái dòng nhạc Vân hát là từ ballad, bolero, dân ca thì em đều viết cho Vân. Có như là chồng đàn vợ hát. Dạ. Có nghĩa là lọt sàn xuống nia, nước chảy chỗ trũng, không có mất đi đồng nào. Dạ, dạ đúng rồi đó, vô hết không có thoát một miếng. Cái này là không phải là mình tham đâu, mà tại vì ngày xưa tụi em nói chung không có điều kiện nhiều, nên là cái gì mình cũng phải tự học, mình tự làm. Hai bạn hãy kể cho anh nghe câu chuyện của hai bạn lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu nè, và lần đầu tiên em gặp chàng trai này em ấn tượng. Dạ em gặp anh Phong là lúc tụi em đi hát chương trình từ thiện. Chồng em mới đầu em gặp hiền lắm. Trời em nói sao giờ này còn xuất hiện một người đàn ông trên thế giới này mà sao hiền dữ vậy trời. Giờ nhìn thấy cũng hiền mà. Dạ không đâu, cũng quỷ ma hơn nhiều lắm. Trời ơi, giờ là quỷ ma rồi. Dạ hiền mà thấy nói em thấy sao ta ăn hiếp nhiều quá. Xong giống như là tự nhiên em thương người này, em muốn bảo vệ người này vậy đó. Trời em giống như là người đàn ông vậy đó. Ôi men lắm anh, lúc đó là giống như là hả, ngày xưa mình hay gọi là tomboy á. Ôi men lắm, tính cách mà giống như là không chơi phụ nữ, không chơi con gái đâu. Chơi mấy đàn ông không à. Đó, trong cái chuyến đi từ thiện hôm đó thì tụi em có duyên ngồi chung xe, tại cái anh làm từ thiện thì bữa đó là em nhớ là ở Bến Tre. Cái làm cái duyên sao á là bạn này ngồi kế em luôn. Sau cái buổi đó thì về thì hai đứa mới tìm hiểu, hai đứa nói chuyện, nhưng mà cái ấn tượng đầu tiên á là cái tính tốt rồi đó. Nói chung là tốt tính mới đi từ thiện đó. Trời, hai đứa em thử ông này. Đi từ thiện xong ghé được cái chỗ đó là mình được mua mấy cái đồ mà đặc sản đó anh, để đem về. Trời, hôm nay vợ mới nhớ nè. Ông dẫn vô ông hỏi em ăn kem không? Em nói dạ ăn. Rồi xong cái em tưởng đâu là hả đàn ông ghê lắng bao mình. Em mua quá trời đồ luôn, em thử ông này sao có mê gái không nha. Ai ngồi đâu hồi em ra em trả tiền quá trời trả luôn. Ông trả đúng một cây kem mời em thôi. Rất là rõ ràng luôn. Tại vì ông nói ông mời em mà. Dạ không có mê gái. Em nói ông này được nè, không có mê gái tôi. Không, không có bị bệnh mê gái. Dạ đúng rồi đó. Dạ gái này là tính ăn cây kem xong rồi tính thử là xử nguyên một mớ đồ anh có trả hay không. Dạ đúng rồi đó, không trả là ok. Tại sao em không ga lăng mà em chỉ trả có một cây kem thôi? Mua xong rồi cái em ra em tính tiền. Thì cái đó thì em tính tiền trước, còn bạn này bạn đi lựa bạn mua đồ sau đó thì em đâu không có để ý. Thì bạn mua đồ sau, bạn mua quá trời, bạn ra thì lúc đấy thì xe chạy rồi thì em mới thấy xe chạy thì thôi em lên xe em ngồi. Thì bạn cái sau bạn tưởng em chờ bạn tính tiền cho bạn, cái bạn đứng bạn nhìn em hoài. Lúc đó là em cũng chưa biết là bạn thử lòng mình đâu đúng không? Tất cả mọi người là ai mà thử lòng em là em không biết gì là ráng chịu đó. Bao lâu thì bên nào mới tỏ tình cho đằng kia? Tụi em quen nhau chính thức là trong từ cái hôm từ thiện đó về chắc khoảng 6 tháng. Và em công nhận nha, đúng là hình như nói mà khi mà mình gặp người đó nói khi nào mình thích người đó mình không biết. Nhưng mà tự nhiên em cảm giác như là khi mà ông này ổng đi quay MV á thì á không có nhắn tin cho em, không có hỏi thăm nhiều, mà cũng là đang là bạn thôi. Tự nhiên em thấy em wow, em bực, em khó chịu. Ghen luôn. Cái rồi cảm thấy là thương nhau luôn á. Không có, không bao giờ mà chính thức nói là mình yêu nhau nha em hay gì đó. Không có. Hiền lắm. Nhưng mà sao tụi em lại nhớ được là sau 6 tháng là tụi em chính thức yêu nhau? Nó có một cái mốc đó. Dạ, có một cái sự kiện là lúc đấy Vân đang đi hát nhóm. Nhóm Vân là nhóm Olala. Dạ. Dạ ngày xưa em gặp anh hoài à. Nhưng mà lúc đó em nhỏ anh không nhớ. Trong đồng 16 là dính nhiều lắm. Thì cái thời điểm mà em gặp Vân thì cái show nó ít rồi. Đó, cuộc sống khó khăn hơn. Sau đó thì các bạn mới là rã nhóm. Thì em mới kêu là thôi bây giờ bà về đây cho tôi làm cho. Đó là em mới bắt đầu em làm sản phẩm đầu tiên cho Vân. Sau 6 tháng thôi mà. Dạ. Mình đã tìm được nhau đó phải không? Dạ đúng. Nhưng mà rồi. Có thể hiện không? Lần đầu tiên là ở rạp hát Hòa Bình lúc 3 giờ sáng. Đi đầu 3 sáng gì? Kỷ niệm mà em cũng nổi da gà với bạn này nè. Sao? Đó là bạn này bạn ấy đi diễn chung ở Long Khánh về. Chị biết cái đường Long Khánh vào thời điểm đó họ đi chung với một chị ca sĩ nữa. Suốt cái quãng đường mà chạy từ Long Khánh về đây là chắc khoảng 2 tiếng đi xe máy. Trời ơi em lo em ngủ không được luôn á. Lúc là 12 giờ mấy 1 giờ diễn xong
tới về tới nhà hát Hòa Bình 3 giờ sáng rồi. Cái em nhìn em thấy thương quá, thì lúc đó là hôn cái. À, là, vậy đó hả? Ở đó là nhà hát Hòa Bình nhớ hoài cái cảnh đó luôn. Và sau khi mà quen em là em không bao giờ em cho đi cái kiểu đó nữa. Tại vì á, mình con gái anh mà giống như ngày xưa mình không có nổi tiếng, mình là ca sĩ trẻ nó mình hát, rồi đi hát tỉnh sợ mấy cái ông vậy đó dê lắm, kiểu như là thấy con gái mới lớn mưng mởn à. Mấy công vụ em sợ lắm, giống như không ai đụng được vô em đâu nha, nhưng mà thấy ông này hiền á, cái mình cảm giác là mình tin tưởng được, là không có vồ vập, không có là mình thấy ghê sợ vậy đó. Thì em mới thương anh này, nhưng mới thấy có niềm tin. Dạ đúng rồi, em không đúng. Em không ăn không thôi chứ. Vậy thì cái lần đầu tiên là ai ăn ai trước? Em cũng nhớ là ăn cái chứ sao mà ai ăn ai, ai ngỏ lời ăn trước. Ừ, em phải nói rõ văn phong mình. Cái thời gian đó là tụi em đi khách sạn hoài luôn á. rất là thiệt thà đúng không? Có sao nói vậy người ơi. Đó, không, nên là một công đôi việc, tại vì tụi em đi diễn nhiều. Đi diễn tụi ở khách sạn không à anh? Bây giờ lửa gần rơm thì lâu ngày cũng phải cháy thôi. Không lẽ giờ người con trai, người con gái vô khách sạn hai đứa nhìn nhau. Hai đứa là quen nhau mấy năm rồi cưng? Tới thời điểm này thì tụi em quen nhau là 9 năm rồi. 9 năm. Là dạ. cưới bao lâu rồi? Tụi em vừa mới cưới ngày 1 tháng 3 năm vừa rồi. Thì tụi em là đến với nhau từ hai bàn tay trắng luôn. Xong rồi sau đó gặp nhau rồi cố gắng làm tất cả mọi thứ. Mà em cũng may mắn ở một chỗ là tổ thương và khán giả cũng rất là thương em. Thì sau khi em ra được cái bài thứ hai là Yêu Là Phải Thương, thì bài đó là cái bài mà đình đám nhất của em. Thì lúc đó là coi như là chứ cuộc đời lên hương. Lên hương. Yêu Là Phải Thương là chồng sáng tác. Dạ, em chồng luôn. Em viết luôn. Hòa âm phối khí luôn. Dạ. Thực hiện luôn. Quay dạ, video clip luôn. Dạ. Móc ống hết anh. Mới đầu là tụi em bán hàng, nói hẳn là kinh doanh online thêm. Lúc đó trời ơi khổ lắm. Em nhớ lần đầu tiên nha, xong rồi kinh doanh là em bị bơm hàng. Trời ơi, ổng vừa chở em đi hát còn vừa chở em đi ship hàng nữa. Em mới về bị bơm hàng, em nói với anh Phong, em nói với chồng em, trời ơi chồng ơi mất hết tất cả rồi, trắng tay rồi. Cái phá sản mà, rồi. Cái gì mà dữ vậy? Ủa mà trời ơi, người ta đặt có 300 ngàn rồi. Nhưng mà anh biết sao không? Giống như giả tức, nhưng mà giống như mình không có vốn nhiều. Người này đặt cái này thì mới đi ra lấy chứ không có kiểu bây giờ mà lấy hàng sẵn nữa. Trời khổ quá, đi hát về có được tiền ví dụ như 400-500 vậy đó. Xong rồi các em đi lấy hàng em bán, trời ơi nó nở lòng này nó bơm hàng em. Trời ơi em về em bắt mặt xuống giường em khóc, em nói em này chồng ơi trời ơi mất hết tất cả rồi, phá sản rồi chồng ơi. Có hàng chỉ giá có 300 ngàn đó. Dạ, mà phát bơm hàng em. Còn như cái vốn của bà là 310 ngàn đó. Dạ đó. Bây giờ là bơm khóc có 10 ngàn thôi đó. Cái xong chồng em nói thôi bà ơi, của đi thay người, còn người là còn của. Chính vì vậy mà sau đó mới có một bài hit. Dạ. Ai mà động tới kim ngân của bạn này là không thể nào mà động được hết. Cho nên là giống như cái két sắt giữ tiền của em nè. Rồi bây giờ thì sao? Kinh khủng lắm. Bây giờ thì còn hơn vậy nữa. Rồi sẵn đây bây giờ mình tới luôn đi. Khui đi, khui. Bây giờ đi. Mình khui luôn đi. Tật xấu đó. Đi. Dạ. Tật xấu của ấy là gì nè? Tật xấu thì bạn này bạn có cái tính là cũng là tính đàn ông nữa. Ví dụ để tự giác làm thì không có sao đâu. Mà ví dụ, em thấy cái nhà dơ quá đi. Em kêu bà ơi cầm cái chổi quét nhà đi, là hồi cái chổi bà vô em luôn. Xong rồi cái dập như này trời ơi đi mà muốn sập cái nhà luôn á, lên lầu không làm luôn. Kêu, dạ, không làm luôn, chỉ cần mà kêu luôn. Đi nhẹ lại thôi là thấy cảnh luôn. Dạ. Bình thường á, ví dụ như em thấy đi, em sắp xếp hết tất cả mọi thứ, em làm giống như là cho em gom từng một hộp bụi một luôn, nhưng mà đến khi em làm biến lên rồi á mà kêu bà ơi quét nhà đi, hay bà ơi lau nhà đi, có mơ không có chuyện đó đâu nha. Sếp vô cái tính gì ta? Tính bị quạo, tính nóng bị kỳ tính. Dạ. Cần ha, cọc cần. Dạ, nóng tính. Nóng sản. Dạ, nóng tính đúng rồi đó. Còn gì không nè, nữ công gia chánh mai giá tiêu thùa. Trời biết nấu ăn, biết làm gì. Cái đó là thôi anh đừng kêu. Tuyệt đối luôn cái đó. Gì? Dạ. Hỏi nhà không, bây giờ hồi nấu rồi. Mà ngày xưa á, em nhớ thời gian lúc đầu em quen á, là có một cái món mà tới 9 năm nay chưa giờ em ăn lại món luôn. Món ngon lắm á chồng. Trời em sợ mà giống như món đó giống như mấy món kinh dị vậy đó. Là trời em lên mạng em học đàng hoàng chứ bộ mình cũng muốn chăm sóc người mình yêu như thế nào. Tại vì hồi nhỏ giờ mẹ em toàn nấu cho em ăn không à, có mình em mà cưng lắm. Món canh cà trứng. Em ăn một lần là anh tin ông là một cái vị đó là có nhiêu trứng là cho vô hết luôn á. Vậy là canh trứng rồi. Đâu trứng gì không cả. Một rồi. Cái nồi vậy nè, có hai đứa ăn vào một cái nồi. Trời ơi em ăn mà ăn cả ngày cái nồi đó mà tới giờ em không dám ăn lại luôn. Bây giờ là nấu ngon rồi, lần nấu là coi như là good rồi. Còn cái gì nữa? Cãi lộn thì bạn này là giống như độc rác, còn em thì em im lặng em ngồi em nghe. Là xong rồi cái em đi chỗ khác, coi như mình muốn dừng cái câu chuyện đó ở đó đi. Mình không muốn tranh luận nữa. Thì em đi chỗ khác thì cái hồi bạn không thấy em, cái bạn gọi điện bạn nói nữa. Nói nữa? Dạ. Là tới khi nào mà cảm thấy là hài lòng thì thôi. Cảm thấy là
Trời, cúp máy khóa máy luôn xong. Dừng, em khóa máy luôn đó em. Vô phòng ở một mình luôn, để em ở ngoài luôn. Em đập cửa phòng xong rồi ngoài luôn. Dạ. Xong rồi cái trả lời là em là nói thôi bây giờ để cho chồng ngủ đi, vợ đừng nói nữa. Xong rồi đập cửa phòng luôn, xong rồi mở cửa cho em vô. Không có giận nhau quá ngày luôn. À dạ. Thôi vậy là được rồi. Mà bị nhây đó. Nói dạ, đúng rồi đó. Nhây đó. Dạ đúng, nói chính xác. Nó không sẵn nói nhây. Đó là hai tính xấu của cô này. Dạ. À. Còn anh này thì sao nè? Tới em đó Vân. Chồng chồng em không có tính xấu. Không, em cũng có, thật, em cũng có rất là chỉ nóng có là nóng tính với lại kỹ tính khó tính thôi thì. Nhưng mà nóng tính thì mỗi lần cái dạ, nhau lắm chị em ơi. Chồng em không có tính xấu, nó kể một hồi là chồng nhiều lắm. Nóng tính ba cái. Ủa nhưng mà em nghĩ mấy đó nóng tính gì? Nóng tính là kỹ tính nè. Khó tính dạ, đúng rồi. Là ba cái. Đâu ví dụ như bây giờ nè, cái khó tính là cái gì nè? Dạ khó tính trong công việc. À. Ôi công việc em khó lắm, công việc là trời em khóc trong phòng thu hoài luôn. Ôi, bình thường trong cuộc sống thì em lại không có cái tính đó nha, nhưng mà khi mà đụng tới công việc cái hồi là trời em khó tính lắm luôn á, em dễ quạo lắm. Dạ. Rồi còn kỹ tính thì sao? Kỹ tính cũng trong công việc luôn. Nói chung là cái cuộc sống ở ngoài bình thường anh Phong, em muốn làm gì làm dễ lắm, không sao hết trơn á. Còn mà đụng tới công việc thì lại rất là khó với em, nhiều kỹ nha. Đồ em mặc đấy, đồ em mặc hôm nay chồng em lựa luôn. Lựa em mới được mặc đó. Rồi á, đồ diễn em cũng dạy chồng em lựa luôn. Tất cả mọi thứ, thiết kế đồ, đưa mẫu cho người ta luôn, để thiết kế cho em luôn. Bạn này bạn có boy, cái gu của bạn ấy không phải là ở trên sân khấu đó, là lên sân khấu mà trong khi đó khán giả ở mình đi tỉnh nhiều, khán giả ở tỉnh thì họ lại không có lấp lánh chim sao học lộ. Vậy đó, mà mặc đồ mà ai chê, bầu xô chê là gọi điện em mà chửi em không à. Rồi coi như là tất cả những cái chương trình gì mà bạn ấy tự lựa đồ á, là coi như là em coi như là fail xong hết. Mà về là coi em bị sai quá sai à. Em sợ quá thôi, bây giờ tự em cái đó là em ôm luôn. Rồi bây giờ là em là hiện tại là manager nè, stylist nè, viết nhạc, tài xế, bấm đĩa, Oxin, rồi Oxin, rồi nói chung là chỗ hồi tại hồi là em bà vú nấu xin bà vú chăm đó. Vậy ở nhà nấu cơm em ăn luôn, nấu cơm rất là ngon, nấu là ăn rất là ngon luôn. Tại vì sao khó tính quá tự nấu đi. Chứ giờ sao giờ? Hai đứa con bé chưa? Dạ chưa. Rồi mai mốt đi đây rồi là ông vú luôn. Dạ. Như là lo luôn hai đứa luôn đó. Có mong muốn chồng thay đổi gì không? Có bớt kỹ hay bớt khó hay là bớt nóng không? Dạ không, chồng em tốt lắm, y chì vậy luôn phải dạ, không? Dạ đàng hoàng lắm. Tại vì bây giờ thay đổi mai mốt sao làm bà vú cho con mình. Dạ đúng rồi. Trời. Còn em có muốn bạn này thay đổi gì không? Riêng em thì em muốn bạn này sao chồng coi cho được nha chồng. Uy hiếp quá, ở đây em không biết tối có phòng ở lại không. Sao Phong? Em thấy lo. Không nói chứ thực ra bạn này đối với em là rất good rồi. Còn duy nhất một cái vấn đề thôi là bạn ấy không biết tự trưng diện với mua sắm cho bản thân. Rồi em kêu là thôi bà đi shopping đi, bà đi mua đồ đi, mà 10 lần đi là mua đồ cho em không à. Okay. Em chỉ mong là sau này bạn đi mua nên shopping biết chăm nhiều sóc nhiều bản thân mình. Ê, đi đâu á cảnh ủa hôm nay vợ mặc đồ gì vậy chồng? Thôi bà tự kiếm đi. Dạ đúng rồi, em đi đâu nhi bây giờ em bị quen rồi đó. Thôi. Em đi đâu em cũng hỏi là ủa dòng giờ vợ mặc đồ gì vậy? Em đi ra ngoài đi ăn em cũng hỏi, em đi gặp ai em cũng hỏi là chị hôm nay mặc đồ gì cho nó hợp. Chứ rồi nó giống như thành một cái thói quen vậy. Em mong muốn là bạn này tự luôn á hả? Dạ. Sao tự được? Tự rồi xong bị fail nữa. Thì nói tóm lại là cố gắng là những cái đồ mà về diễn thì em phải làm stylist là em phải chịu thôi. Phong muốn em phải mạnh mẽ, có những lúc á mà mình phải tự quyết định mọi thứ chứ không là mình cứ cái thói quen mà để người khác quyết định cho mình rất là nguy hiểm. Không, ngày xưa em mạnh mẽ lắm nha. Lúc mà hai tụi em lúc mà khổ á, mà em không biết sao càng ngày giống như là bị thay đổi năng lượng vậy đó. Em lật qua hết cho anh Phong, còn anh Phong bây giờ là giống như bù đắp lại hết cho em luôn. Vậy là thôi bắt đầu từ bữa nay đổi đi 50-50 nghe em. 50-50 trở lại như vậy. Nghe. Ok. Yeah. Em tên Trần Anh Tuấn, năm nay em 33 tuổi, em là nhân viên kinh doanh. À, dạ. Dạ em là Hoàng Thị Thu Thanh, năm nay em 25 tuổi, em đang là nhân viên xuất nhập khẩu. Trời ơi, hơn nhau gần chục tuổi ha. Dạ 7 tuổi. 7 tuổi luôn. À rồi hai bạn cơ duyên gì mà hai bạn gặp nhau? Em có ông anh rể á, ổng cho Bình Phước, nó hơi Tết rồi về trên Bình Phước chơi. Con nhỏ cháu trên đó làm mai cho mày. Cái ổng đưa hình về coi. Cái em biết ngay là làm mai cái cô chị của vợ em. Xong cái em thấy em không thích, em thích cái cô đứng kế bên á. Vợ em bây giờ kế bên mặt ớm ớm mà chụp hình mặt nghiêng nghiêng, em thấy ghét. Cái em nói hồi làm quen bỏ ghét. Mà xui cái em Tết em lên Bình Phước là vợ em từ Bình Phước về lại thành phố đi học. Xong rồi về tới thành phố em mới gặp lại, xong rồi hẹn cái quán cà phê. Em thấy cô này thấy nói chuyện giọng lãnh mà mắt cũng to. Em thì quan niệm cặp mắt cửa sổ tâm hồn cái rộng rãi hay mà em cũng thấy ấn tượng đầu tiên. Cửa sổ rộng trộn dễ vô lắm. Thế còn em thì cái cảm nhận đầu tiên mà khi em gặp cái người đàn ông này thì như thế nào? Nhìn thấy ông trời người gì mà bự chà bá. Nhưng mà tiếp xúc nói chuyện thì cũng thấy vui vẻ dễ thương. Sau lần đó thì về ông có xin số điện thoại. Rồi có mấy lần hẹn gặp em đi uống cà phê nói chuyện.
thương cảm em. Rồi rồi, thế là sau khi đi chơi đó về thì chắc có lẽ là bỏ cái ý định là chỉ là quen một ngày thôi đúng không? Dạ, rồi sau đó khoảng một tháng thì hẹn em lên cầu Ánh Sao rồi tỏ tình. À, dạ. Tỏ tình vui không? Dạ, bữa đó thôi nôi con bạn em mới rủ bạn gái em đi, xong cái lên cầu Ánh Sao em cũng hơi uống bữa đó uống cũng ba lon, em cũng lần cái em mới cũng liều cái em ôm vợ em luôn. Nó nói thôi làm bạn gái anh nha, trôi qua mấy giây mà im. Nó chắc cũng có tín hiệu đáng mừng. Chữ đen. Dạ. Nhưng mà quay qua nó em không có nói chuyện với người say xỉn. Lúc đó là em biết là trong người có rượu rồi nên là em cũng phải nói cái câu đó, tại lỡ mai cái ông nói ủa tôi tỏ tình hồi nào sao mình đâu biết đâu. Thôi thì bây giờ đến bao lâu thì hai bạn chính thức quen nhau? Dạ, sau bữa đó thì sau bữa đó là coi như là chịu đèn nhau rồi. Dạ. Dạ. Mà chị hỏi nè, mà trong thời gian yêu nhau em có thấy rằng cái đối thủ này có ghen tuông một cách mà gọi là mù quáng không? Kể mấy cái chuyện đó mới vui đó. Đây chị, cái này là ghen, gọi là ghen chúa luôn, không phải là chúa là bình thường. Cái em đi chơi thì em có cho số điện thoại một cái anh chàng lạ. Cái bữa đó là đúng 20/10 ổng mới nhắn tin anh mời em đi ăn trưa uống nước nha. Nhưng mà em thì em biết ổng ghen em cũng không có nhận lời. Cái tối đó ổng lên ổng chở em đi chơi thì cái truyền thống ghen là cứ lên là phải dở điện thoại vợ ra xem có tin nhắn có ai gọi không. Vợ chưa hay còn yêu? Dạ, lúc đó là đang yêu. Cái bắt đầu dở ra thấy cái tin nhắn đó lồng lộn nên điên tiết lên, cái này là ai giải thích coi. Thì em giải thích là thì đi ra ngoài đường thì cũng thấy anh kia cho số làm quen thôi, xã giao chứ không có gì hết. Ổng thì ổng nghĩ em là cho số để làm quen để này kia vậy đó. Ổng nói em đủ thứ hết á. Cái em cũng giải thích thì cũng êm rồi chở em đi chơi. Trên đường đi chị mới ra ngoài đường hả? Ổng ngồi trên xe mà ổng la lối ôm sòm vậy nè. Đi đường á mọi người nhìn em cũng thấy ngại nữa. Ổng cứ nói tại sao là có bạn trai rồi lại cho số điện thoại. Em có biết làm như vậy là không được không? Em có biết đó, hả? Em vậy là xúc phạm anh không? Rồi nhiều người đứa con gái anh xin số điện thoại nó không cho. Nó có bạn trai rồi tại sao em lại đi cho số điện thoại người khác? Rồi cái đầu là cái đuôi là cái ông này nè. Tức là ổng cũng đã từng xin người ta điện thoại trong khi ổng yêu bà này. Nhưng mà vì người ta không cho thôi. Chứ ổng giận là giận cái vụ không cho số điện thoại đúng không? Gọi người lạ là lúc em chưa quen vợ em. Nhưng mà từ lúc là yêu rồi là hết xin rồi đúng không? Dạ. Lúc yêu là ghen vậy. Dạ. Rồi lúc lấy cũng ghen dữ hơn hay là bớt đi? Dạ, lấy về thì cấp độ nó giảm xuống rồi. Vẫn còn cái tính mà hay nghi ngờ á. Chuyện không có mà cứ nghĩ ra thành có vậy đó. Ví dụ em đi làm á thì tối không xong thì em phải ở lại em làm cho xong. Ổng gọi cho ổng nói là hôm nay em về trễ nha. Cái bắt đầu hỏi ở lại với ai, công ty ở lại mấy người, có anh ở lại không, có anh trưởng phòng nào không, cái hỏi gì đó. Thế thì em cũng giải thích thì ở lại cũng có anh chị ở lại làm chung. Về nhà vô bước vô phòng thấy mặt đống rồi, chủ hộ một đống luôn. Cái hỏi ủa chuyện gì vậy, cái móc điện thoại ra 30 cuộc gọi nhỡ là ở nhà cứ nghĩ là em chắc đang tò tí te hay làm gì đó. Từ công ty mà về tới nhà là em đi mất bao nhiêu? Dạ, em đi mất 45 phút. 45 phút là 30. Ba vậy chi làm phút rưỡi gọi ngủ đó. Rối vậy em, rối vậy ghê. Dạ không, tại vì em nên lo vậy. Điện thoại di động cái kè kè anh mình mà sao gọi mất máy. Nhưng mà lý do sao mà em ghen vợ em dữ vậy? Em không phải em ghen mà có người bạn anh, người bạn học cũ của vợ đó, đi uống cà phê có hai vợ chồng có em đi luôn. Lúc đó là cũng chưa cưới. Cái bạn cũ của vợ vừa gặp vợ em nói trời lâu ngày em gặp sao thấy tò quá ha. Trời anh mà có em á, có em đó mà nói vậy. Trời rồi rồi làm sao em yên tâm mà đi một mình nữa. Làm ra em thì tại vì cái người bạn đó hồi em á thì cái như tin tưởng hơn thôi, một xíu nó kỳ thì cái gì đó nói đó à, thì chính gì đó mà ghen đúng không? Dạ đó. Ghen là phải rồi bà nội. Trời đó coi. Trước mặt rồi, chồng dạ. Mà nó còn dám khen vậy thì lúc mà không có mặt chồng rồi đi uống cà phê chung mà nó khen tới cái gì nhiều khi bà nó phải khen vậy sao? Chị ơi, chị hỏi em nè, bây giờ lấy nhau được bao nhiêu lâu rồi? Dạ, được 1 năm 2 tháng. Lấy xong rồi yêu hơn lúc mà đang dạ, yêu? Dạ đúng rồi, dạ, dạ yêu hơn. Em hỏi em, dạ. Vợ em có thật xấu vậy? Hay quên trước quên sau. Có lần đi chơi, chạy vòng Sài Gòn đã đời. Cái anh nói anh ơi, em nãy giờ em bận áo ngực. Em không hiểu vợ em sao. Thì em nói em lại gọi này là, em gọi là tiền đậu luôn vậy, phải hậu đậu luôn. Rồi nè, hỏi thiệt luôn á. Em ví dụ như lấy vợ nhỏ hơn mình gần 10 tuổi vậy đó. Dạ. Có những cái gì mà khác hơn những người em khác? Em thì tại lúc có mà nhõng nhẽo một cách mà lạ kỳ cục. Ok, dạ, ngược lại, ông nhõng nhẽo em á. Em không nhõng nhẽo mà ông nhõng nhẽo em à. Thí dụ ví dụ em như là tối ngủ, thôi cho hôn cái mới chịu ngủ à. Thấy cuộc sống bằng này vui quá. Quá vui. Bây giờ nè, có một điều ước gì mà để thay đổi nhau á, rồi em sẽ ước cái gì? Chứ mà bớt cái tính ghen lại. Đừng có mà suy diễn cái chuyện mà không có mà cứ nghĩ là thành có vậy đó. Đổ cho vợ nhiều khi em cứ phải giải thích lòng vòng rất là mệt mỏi. Hai cái đó thôi phải. Dạ. Còn em? Bớt nóng tính lại. Gái mà mình đại diện nóng tính vậy đó mà. Giờ mình phải duyên dáng dịu dàng tí xíu. Với lại chứ mà nóng tính em làm sao mà chồng nó không duyên dáng dịu dàng? Tại vì nhiều khi ổng hỏi em nói gì cái em không ưa cái em quạo lên em la ổng. Chị thấy gì nè cưng, làm sao để chồng em bớt ghen là do em. Dạ. Đó có đi đâu rủ ổng đi theo. Dạ. Chứ còn đừng đi riêng nữa ta. Chứ còn thêm cái nữa là tính ổng cũng vô tư quá.
giờ muốn ổng là gì khi mình lo lắng cho chuyện sau này xíu. Yên tâm, có con rồi sẽ tự động thay đổi được cái đó. Dạ. Còn em á, nếu mà nói về bớt nóng tính á cũng đúng đó. Dạ. Phụ nữ mình phải biết đè nén một chút xíu. Sau này á, cuộc sống nó sẽ hạnh phúc, tốt cho cả con cả chồng mình. Dạ. À, Trường xin chúc cho hai bạn về nhà 9 tháng 10 ngày sau có em bé. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. À, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Thường. Em là Nguyễn Thị Minh Lý. À, công việc của em là vận động viên bơi lội. À, ở nơi bây giờ em làm việc là ở Cà Lại Tiền Giang, nhưng mà khi mà bơi và thi đấu là em làm ở Tân Bình. À vậy hả? Bây giờ vẫn còn làm vận động viên bơi lội dạ, luôn? Dạ vẫn còn chị. Bơi dữ lắm nghe chị. Thấy vậy chứ là như rớt xuống hồ là bơi như nháy vậy. À, và kế bên đây là anh xã của em. Rồi mời em. Dạ chào chị Hồng Vân. Dạ, chào anh Quốc Thuận. Xin chào quý vị khán giả. Em là Nguyễn Hoàng Anh, năm nay em 41 tuổi. Hiện tại là công việc của em là huấn luyện viên bơi của người khuyết tật thành phố Hồ Chí Minh. Rồi. À, huấn luyện viên. Rồi vậy là không, em đâu cần đoán nữa, em biết hết trơn rồi. Biết hết rồi. Em nói luôn đi. Hai chồng quen nhau trong hồ bơi gì. À, đi thi đấu rồi gặp bà này đẹp quá, ổng cua. Đó. Rồi nhưng mà chị Hồng Vân cũng chưa biết. Chưa, à, khán giả chưa ai biết cả. Đúng bây rồi. Giờ hai vợ chồng bây giờ nói cho anh chị nghe cũng như là chương trình biết. Bây giờ kể lại cái câu chuyện tình yêu của hai bạn, lần đầu tiên hai bạn gặp nhau như thế nào đó, rồi trải qua cái mối tình nó ra sao, kể chi tiết cặn kẽ cho anh nghe nào. Bây giờ đầu tiên vậy đi, cho chị biết cái lần đầu tiên mà hai đứa chạm mắt chạm mặt nhau á là lúc nào. À lúc em đi thi đấu và anh là huấn luyện viên của đội Cần Thơ. Là anh đưa quân lên Sài Gòn thi. Nhưng mà lúc đó là em trong đội của anh luôn hay là hôm đó mới gặp nhau? Em là của trực thuộc Tân Bình. Còn anh là của Cần Thơ. Của Cần Thơ, cho nên hôm đó tụi em mới chạm mặt nhau đúng không? Nói chung là để mà chạm mặt cũng không phải đâu. Vì em là vận động viên nên là lúc đó em ở dưới hồ. Và anh là huấn luyện viên, anh đẩy một vận động viên. Nhưng huấn luyện viên là tới bây giờ em mới biết. Chứ còn ngày đó em tưởng ổng là tình nguyện viên. Thì nghĩ ổng là tình nguyện viên nên mình mới ngắm nghía. Nhưng mà lúc chứ đó còn cái nếu mà là huấn luyện viên là mình không bao giờ mình để mắt tới. Nhưng mà lúc đó ổng có bề ngoài, ổng có đẹp trai không? Ngày xưa có nhiều muối lắm, sáu muối rồi, giờ chỉ gom lại còn có muối à. Sao lý lúc đó em kể cho anh biết cái ngoại hình ảnh như thế nào. Cái cảm giác khi mà đó. Em gặp anh này lần đầu tiên á, nói chung là chị biết trong cuộc đời em là em rất thích màu tím. Mà vô tình ông này là bữa đó ông cũng bận cái áo màu tím. Rồi cũng bỏ áo vô thùng rồi nhìn bảnh trai lắm. Đang bơi mà nói với con bạn: ê giờ tao thích ông đó rồi, mày làm sao để tao quen ổng ngoài kia. Cái này là trường hợp này ném về bị sấm sét rồi, là phái liền là sấm em á, xét á. Em đúng chứ rồi á. Em là bị sấm sét ở tình anh này rồi. Còn Hoàng em Anh thì sao? Sao Hoàng Anh, còn em có nhìn thấy cô ấy liền không? Em thì lúc đó chưa nhìn thấy, lo nhìn là cái cô mà đẩy xe đúng không, mình đúng tập trung vô chuyên môn thôi. Xong rồi cũng đi ngang một cái nhóm vận động viên gọi là cái nhóm mà lộn xộn đó. Thì trong đó nó mới phát hiện ra là có một cô bé rất chi là, nói chung là mặt mày thì sáng, rồi nhìn là dễ thương, rồi các thứ. Xong rồi mình cũng gật đầu, mình cao, rồi mình cũng cười. Mình lịch sử mà. Xong hết cái giải đó, thì bắt đầu là khi mà về á, thì mẹ của bà xã em á, thì bắt đầu có giang xe về. Thì lúc đó là em có xin cái số điện thoại. Thì từ là đó, mẹ của Lý là quá gian xe của là ông, em á, em biết là cái đoàn Cần Thơ á, là người ta về là ta sẽ đi ngang cái Lại Tiền Giang. Thì mới nói là em biết thân cái ông thầy giáo của chồng em cơ. Là mới nói là thầy thì cho con gửi mẹ con có quá gian ngay chỗ cầu Mỹ Quý đi thầy. Cái này thầy đồng ý. Nhưng mà đồng ý nhưng mà em không có con em nó gửi mẹ lên xe chứ không phải là em. Ở gửi lên xe xong rồi là nó xin cái số điện thoại của anh. Xong rồi nó dúi vô tay em, nó bảo là khi nào mà mẹ về thì chỉ liên hệ với cái anh này là được. Nhưng mà hoàn toàn không biết là số đó của ông này đâu. Nếu biết là chắc lúc đó mình gọi rồi. Đúng là duyên đó, duyên đó. Đấy, nhưng mà đúng lẽ ra là duyên con em thôi. Chứ không phải em đâu. Bị con em nó được tiếp xúc và nó được nói chuyện với anh. Chứ suốt một giải thi đấu đó em đâu có được. Có nghĩa sau khi em biết anh là huấn luyện viên là không có nói. Có nghĩa là mình cũng biết luôn. Là đúng rồi. Nó có hai cái đẳng cấp nó khác xa lắm. Đó nên là không dám nói chuyện với anh ấy. Rồi xong xin số điện thoại rồi thôi, là giữ cái số điện thoại đó thôi chứ cũng không có gọi. Nhưng mà trên xe là Hoàng Anh cũng xin số điện thoại của mẹ Lý. Dạ không, lúc thời điểm đó là em xin số điện thoại là của, em. Của con nhỏ em á. À, thì nhỏ em cho số điện thoại của bà xã em bây giờ. Rồi hay chưa. Đó. Thì vô tình đó thì xong rồi cái bắt đầu em mới về Cần Thơ. Sau đó bây giờ kể luôn đi, sau đó thì đến bao lâu thì hai đứa mới gọi điện thoại cho nhau?
ai tự ông này ông gọi thời điểm đó em là người gọi trước. Thì em cũng gọi hỏi thăm thôi. Mà tại sao em lại gọi? Nói chung là bữa đó thì ngồi ở Cần Thơ á, thì lúc đó mấy anh em ngồi họp lại leo đi, lên đâu? Thì có một tấm hình thì ôi mình nhìn vô cái tấm hình để trên bàn thì thì ra là cái cô bé này mà thi đấu ở trên Sài Gòn mình cũng gặp và mặt mày cũng sáng sủa. Rồi số điện thoại này ở đây thôi cho mình gọi hỏi thăm. Rồi chỉ gọi hỏi thăm thôi. Nhưng mà thực ra là chị muốn hỏi em là lúc mà em tiếp xúc với lại em của Lý á, thì em có cảm tình gì với cô em không? Dạ không, em không có nghĩ gì hết á. Không, đúng không? Mà dạ, tự nhiên lại là cứ ấn tượng với cô chị. Dạ. Đúng không? Tại vì thời điểm đó mặt cô chị xinh lắm. Lúc đó có 40 mấy ký hà. 42. Khoa Hoàng Anh, cho anh em mà. Cho anh hỏi cái lúc mà lần đầu tiên em gặp Minh Lý á, là Minh Lý ngồi trên xe lăn hay là ở dưới hồ bơi? Dạ, ngồi trên xe lăn. Ngồi xe lăn đúng không? Là em đã nhìn thấy mặt là như thiên thần rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Đó. Rồi bây giờ nghe cái giọng ở trong điện thoại thì em nghe cái giọng có đáng yêu không hay là khi mà em điện thoại cho Lý á? Em không biết có đáng yêu không, mà thời điểm năm 2004 á, năm 2004 đầu năm 2005 thì phải. Thời điểm đó điện thoại di động đồ hiếm lắm. Tức là ai mà xài được cái điện thoại di động là cũng là dữ nhiều tiền lắm. Nên là em cũng có một cái, nhưng mà cái cùi bắp thôi. Xong rồi cái bắt đầu là gọi điện thoại thì bắt đầu là cứ gọi là hết tiền, cứ gọi là hết tiền. Xong cái em đi ra ngoài cái bưu điện á, là cái bưu điện đó giờ của bưu điện Cái Khế của thành phố Cần Thơ giờ á, thì bắt đầu là em gọi giết rồi bắt đầu em thiếu tiền luôn mà. Rồi cái bà bưu điện nói thôi em về đi, rồi có gì bữa nào trả. Mà em cứ liên tục thiếu, tức là mỗi lần là tại gọi nói nhiều quá, nói đông, nói tây, nói tàu gì tùm lum hết. Cái đó là sao rồi, nhưng mà anh hỏi cái lần đầu tiên mà em nghe giọng của trong điện thoại á của vợ em là ngọt lắm anh à. Tức là em yêu từ cái giọng nói mà. Có nghĩa là mới đầu là lướt qua là có một khuôn mặt thiệt là xinh xắn phúc hậu. Dạ, đúng không? Đúng rồi. Thế chừng mà tiếp cận bằng cái giọng nói thì lại giọng nói quá ngọt ngào cho em chịu không nổi. Cho nên em đã bị tốn biết bao nhiêu tiền điện thoại, bị thiếu tiền điện thoại của người ta luôn là thiếu lý do tiền đó điện thoại đúng không? Rồi nó nghe là sao đó, có trả tiền điện thoại cho cái bà đó không? Dạ có. Có chứ sao chứ. Cô ơi, lúc này cô nghe mà hai vợ chồng kể lại cái chi tiết này nghe nó mát lòng đúng không cô? Hả? Rồi sau đó thì sao nè, tình cảm phát triển nảy nở sao nè? Bao lâu thì mới cưới nhau? Đâu, lúc mà Lý nói chuyện với anh á, là lúc đó em có phát hiện ra được anh đây chính là cái người đàn ông mặc áo tím không? Trời ơi, thì phát hiện, nhưng mà lúc đó em đang thất tình một cái bạn kia. Người yêu lắm. Em đang thất tình cái bạn kia, em đang buồn bã. Rồi em nghĩ rằng là lý do là tại em đi không được, nên là mấy có nhiều trắc trở ở với cái bạn kia. Nên là nhân dịp ông này ông gọi rồi ông tỏ tình rồi thế này thế kia, là mình đang bị đau như thế này nè. Nên là mình nghĩ không, mình không có tiếp tục quen nữa. Giống như mình không có tiếp tục mà cho ai một cái cơ hội để người ta giống như quen mình nữa. Bây giờ anh thương em đúng không? Thương nói ba má qua cưới. Là em chịu. Chứ bây giờ đừng có gọi điện tới lui. Mất thời gian đúng không? Đốt nhiều thời gian. Với vậy lại em sợ em yêu dây dưa là em là người thất tình. Em thất tình là em là người buồn hơn anh. Vì em không có đi cà phê được, cũng không đi ra ngoài để xả stress được. Mà em sẽ là một cái gì đó mà em thì rất sợ xấu. Sợ xấu là sao? Là sợ khi mình buồn á, là bắt đầu nó nhan sắc nó sẽ tuột xuống. Nên là không, nói là hả chịu là cưới thôi. Đừng gọi điện với lại giống như đừng có tới lui với em. Thì anh nói chứ trời đất ơi, mới quen em có một tuần biểu cưới gì. Vậy nói vậy là anh đâu có thương em thật. Vậy thôi đi, đừng gọi điện em nữa. Mới có một tuần thôi đó. Làm khó rồi, em lúc đó thì em như thế nào Hoàng Anh? Thì lúc đó thì thời điểm đó cũng thách luôn đó. Cũng suy nghĩ ghê lắm. Nói chung là tại vì trong cái hoàn cảnh mà mới biết nhau mà gặp điện thoại nói chuyện qua có một tuần, hơn tuần thôi mà kêu giống như là để cưới thì nó hơi quá nhanh đi, để mình không có kịp đi xử lý. Thì em cũng suy nghĩ dữ lắm, xong rồi bắt đầu là thôi bây giờ cứ lên giáp mặt cái đã. Thì lúc đó bắt đầu là em từ ở Cần Thơ em lên Sài Gòn. Thì bắt đầu là cũng hai đứa cũng nói chuyện rồi các đồ các thứ, rồi thôi bây giờ cũng suy nghĩ là thôi bây giờ mình cứ về, xong rồi mình ghé nhà cái ghé nhà ông nhạc gia giờ á. Thì bắt đầu là ổng cũng hỏi vậy là con quen bác làm sao rồi định bao giờ hay là như thế nào. Tại vì kéo dài thời gian quá thì không được. Thì lúc đó em nói dạ để con về con xin phép bên gia đình con. Thì lúc đó là đi về Cần Thơ là bắt đầu xin phép, rồi nói với mẹ, rồi nói với bà, rồi nói với dì, nói chung là nói tất tần tật để mà hỗ trợ để mà mình cưới vợ. Thì lúc đó mới có 26 tuổi. 26 tuổi thì bắt đầu là mẹ lúc đầu mẹ không chịu, thì mình kể hoàn cảnh của vợ em giờ vậy đó, là vợ con ngồi xe lăn vậy đó, thì là vận động viên, nói chung là nhưng mà mặt xinh lắm, mình không kể cũng diễn tả rồi các thứ. Xong cái mẹ nói bà suy nghĩ nó không được,
tại vì con bây giờ gì mà con lấy về mới mốt là khổ lắm. Tức là khổ, là khổ vừa khổ cho bản thân mà là vừa khổ cho ví dụ như mình không chịu đựng được á, rồi mình bỏ con người ta rồi các thứ thì sao. Nói chung là con phải suy nghĩ cho thật kỹ. Thì lúc đầu mẹ không chịu thì bắt đầu tiếp tục tấn công cho bà ngoại rồi mấy gì rồi các thứ thuyết phục đó. Tấn công vô bắt đầu là cũng mấy gì cũng nói vô, đốc vô đốc vô, rồi cuối cùng thì mẹ cũng đồng ý để đi qua, mà gọi là ta gọi là xem mắt á, chưa lúc đó chưa hỏi anh, lúc đó mà là xem mắt thôi. Thì qua xe mắt cái tự nhiên qua tới nơi thì cái mẹ lúc đó mẹ mới vô nhà, xong rồi bắt đầu chào hỏi rồi các thứ, xong cái mẹ lại gần bà xã em thì mẹ mới ôm, xong rồi thấy bà rớt nước mắt, mình cũng không hiểu trong đầu mẹ, mình không mẹ hiểu rớt là nước mắt hả? Dạ mẹ. Mình không hiểu sao. Thì từ đó về sau là coi như là xong cái việc đám hỏi đó, rồi là đám ra mắt đó, rồi là tiến hành tới ngày đám hỏi luôn. Là chỉ có một tuần sau là đám hỏi, là về mẹ chịu luôn. Dạ mẹ, em sẽ em hỏi mẹ là tại sao mẹ khóc. Mẹ ba chịu mừng muốn chết rồi, hỏi chi nữa. Hỏi tức là em không, em biết hơi lại mẹ có tâm sự với em là mẹ thấy thương. Và cái điều mà mẹ càng lo lắng là sợ ông này nè, quen người ta, thương người ta rồi ở thời gian là chịu không nổi, rồi lại bỏ, rồi bắt công là kim lý lại khổ thêm. Tức là cứ nghe thương con, nhưng mà gặp cô gái này là mẹ thương cô gái này liền, và nhưng mà sau đó là kèm với cái tình thương là nó là một cái nỗi sợ. Nỗi sợ. Nhưng mà bây giờ kể là cái câu chuyện nè, sau khi nghe vợ kêu thách cưới á thì lên Sài Gòn đúng không? Rồi lên Sài Gòn rồi hai đứa nói chuyện với nhau, rồi có nắm tay, rồi có trao cho nhau nụ hôn gì không? Trời, em kể cho chị nghe mà anh với chị hết hồn luôn. Trời ơi, ông nói ông thương mình, ông yêu mình rồi, bị gì đang là xa mà. Xong lên từ sáng đến chiều không dám nắm tay em, rồi cũng không đụng chạm gì đến em thế nào. Thế em suy nghĩ là chắc cái ông này không phải vậy quá, hay là mình chưa đủ sức để mà chống đụng giống như mình. Là mình nghĩ, mình lúc đó trong đầu em nghĩ hoang mang lắm, vì nghĩ mình đi không được nữa. Chắc mình không giống như những cô gái khác á. Xong mình suy nghĩ cái xong sao chiều tới chiều tối á, cái cả nhà đi, em thì hai đứa em nó đi học rồi, bác thì đi làm. Thế ông ngồi lên trên cái giường, em cũng ngồi ở đó. Thế thì măng mê sao nắm lấy được cái tay em vậy. Trời, đàn ông gì mà nắm lấy tay em mà cái tay nó của nó, em nói nó lạnh dã man luôn. Rùng đúng không? Cái em mới nói chứ sao anh nói anh thương em mà từ sáng giờ em đâu có thấy anh thể hiện gì đâu anh. Trời, nói vậy sao mà dùng hết sức lực đàn ông hay sao á. Sức hàng mồ hôi luôn mà hung đúng trên trán em con cái thôi. Trời ơi. Hung con vậy đó. Rồi cái chiều tối bác về rồi cái rủ em qua nhà bạn chơi. Mà tự ảnh quen em là đó là lần đầu tiên ảnh lên Sài Gòn. Rồi cũng lần đầu tiên giống như là ảnh hỗ trợ cái việc đi đứng cho em. Trời ơi, thôi thì ngủ người ta đi chơi đã, người ta khó khăn rồi, ta đi khó khăn rồi. Đi lựa chỗ nào nó thoáng và nó dễ đi. Không. Đi đâu? Đi qua tuốt ở bên chỗ đó là chỗ nào? Quận Bình Tân. Quận Bình Tân á. Xong rồi là thì nếu nằm ở lề đường cũng được đi. Không, chở qua nhà bạn. Xong rồi là ẩm tuốt vô một dãy nhà trọ. Nó xa ơi là xa luôn. Mà mình đã ổng mới bế mình lần đầu là mình còn mắc cỡ nữa chứ. Tôi nói ông này không có ý đồ gì không, sao vô cái chỗ gì mà nó xa. Rồi sao? Vô tới nhà trọ. Vô tới nhà trọ là gặp bạn của anh. Thì nói chung là hai người đó, khi người ta gặp em người ta chắc cũng bỡ ngỡ. Anh đó là bạn thân của anh này. Thế là anh ấy cũng bỡ ngỡ, mà bà chị vợ của anh nó cũng vậy luôn. Mình cảm nhận là chắc tại vì người ta cũng không nghĩ là cái anh này là anh quen người giống như em đâu. Anh chở qua là do tình cờ. Đó, rồi ví dụ chơi này nọ trong nhà đó đi, không có vấn đề gì, nói chung là khó chịu hay gì cũng thoải mái. Trên đường đi về là xe hết xăng. Mà em đã nói giống như em đi đứng khó khăn mà xe hết xăng sao em xuống. Ê, chở vô trong chỗ rổ xăng. Chở vô chỗ rổ xăng xong rồi chị biết em phải tuột về phía trước à. Trời, em nói cái ông này chắc không xong rồi quá. Trời lý, anh trục cái cảnh đó đi, phải trục chặt hàng. Anh nghĩ sao vậy trời ơi, em nói em. Rồi xong rồi đâu phải mình trượt là xong đâu. Cả một cái 4-5 người đổ xăng người ta nhìn. Trời ơi, chị này chị cũng không chịu xuống xe nữa. Cũng ngồi luôn ở trên xe. Đi xong rồi nha. Đổ xăng xăng rồi. Em vẫn ngồi đó mà người ta bật cái yên xe lên. Chị thấy nó ghê chưa? Thì em nói trong cuộc đời không biết sao em lấy ông này nữa đó.
Hay xong đi ra đường em càng vàng. Vấn đề là tuột lên nữa. Rồi tuột lên phải nữa. Phải kéo từ ở dưới cái chỗ này. Hoặc là cái yên này nè. Yên là phải chùi chùi đó. Mà gặp mình yếu ớt nữa, mình bấu lấy ổng mình mới tuột lên được cái phía trên. Ai xong ha, xong rồi mình cũng gán chịu đựng ra khỏi chỗ đó xong càm bà. Nói kể từ đây trong cuộc đời anh nha, là lúc đó không có nghĩ là quen nhau nữa đâu, là em cự luôn á. Em nói là kể từ đây trong cuộc đời nha, đừng bao giờ chở em đi mà xe hết xăng rồi. Ủa em sợ đổ xăng lắm rồi. Đúng rồi chị. Em nói là đừng bao giờ nha, còn không mà mình nghĩ quen đi anh. Ủa anh nghĩ sao để người ta đánh giá em là trời ngõ đó vậy mà nó vẫn ngồi trên xe để người ta đổ xăng thôi. Dựng lên dựng xuống. Trời ơi. Làm biến, trời làm biến tới cái mức mà không xuống xe luôn á. Đó là ấn tượng nhất của đời em như vậy. Như vậy ấn tượng nhiều quá. Đâu có em về em tưởng em thôi luôn rồi chứ. Lúc đó là coi như gia đình đã chấp nhận rồi. Nhưng mà lúc đó em nghĩ là em nghĩ ông này luôn rồi đó. Vì thứ nhất là không tâm lý. Thứ hai nữa không ga lăng, biết người ta đi không được mà chơi người ta cái trò vậy á. Thôi nhưng mà ổng hiền mà. Đâu anh đi suốt trên đoạn đường về anh sợ em bỏ anh thiệt. Đúng không? Anh nói không không, anh không có cố ý. Nói chung là chuyện đó anh rút kinh nghiệm suốt cả đời. Em đừng nghĩ vậy nha. Đừng giống như là anh không phải anh cố ý đâu. Là lúc đó bắt đầu can đảm chị, bắt đầu nắm tay kéo ôm về phía trước rồi. Đã đúng không? Ê, nhưng mà cái tình cảm hai đứa nó trong sáng không? Nó trong sáng như trăng rằm. Chị nó trong sáng, em nói thiệt với anh chị nhưng trong sáng như pha lê. Tại vì má em như vậy nè. Tôi nói rồi nha, bốn đứa con gái, nhà có bốn đứa con gái mà bà căng dặn từ đứa một. Anh nói rồi nha, quen nhau gì quen nhau thì chỉ nắm tay bậy bạ thôi. Bà nói gì nè, thương không thương thì cũng đưa qua bờ qua bụi gì đó. Cái câu má nói vậy. Rồi nói má đưa qua bờ qua bụi lần sau. Cái bà nói thì tao cho Phạm Di chỉ nắm tay đồ. Bà quá nó hung thì đó, bà dặn là hung tinh ráng thôi. Chứ nếu không có bầu là chết. Hoặc là nếu mà mất đời con gái là sau này lấy thằng sau nó quýnh chết sống luôn. Bà nói là nếu mà chỉ cần là lỡ như cái gì với cái thằng bồ á, là sau này á thằng sau nó quýnh chết sống luôn. Rồi mình cũng tưởng thiệt vậy chị. Bốn chị em coi như không đứa nào biết gọi là yêu là như nào. Cho đến lúc lấy chồng là cho đến lúc lấy chồng là còn easy. Còn ông này ông giữ ghê gớm lắm. Nhưng mà ổng thì sao? Ổng cái ổng có trong sáng không? Ổng á, ổng còn riêng đến nỗi mà đêm tân hôn em mắc cười lắm. Có nghĩa là trong thời gian mà quen bạn này là em cũng chỉ nắm tay và hôn trên trán thôi. Có lúc nào mà em muốn vượt qua cái ngưỡng đó không? Cũng có chứ, nhưng mà mình sợ. Tức ba là má sợ. Có giận không? Ba má có giận không? Ba má thì mày, không có giận, nhưng mày mà mày làm cho con người ta có chửa mà mày không biết rồi. Mày bị quánh bầm đầu bầm cổ không? Quánh chết sống không? Nhưng mà bây giờ nè, Lý có phải là người đầu tiên của em không? Hay là trước Lý là em đã có một vài mối tình rồi? Mối tình thì không có, nhưng mà ta thương em nhiều chứ em không có để ý nhiều tới người ta. Cái đó là em biết luôn á. Nói chung là không đúng đối tượng á. Nãy Lý nói là ẩm còn zin luôn mà. Có nghĩa là người ta thương ổng chị Dân, rồi người ta nấu cơm, người ta mang tới cho ổng ăn thì mang rồi để đó, rồi người ta chờ ổng nói chuyện này nọ, ổng hỏi nói vậy. Mẹ nói vậy á. Nhưng mà kể cái vụ mà đêm tân hôn sao hai đứa cùng zin hết trơn rồi không biết làm sao đây. Thì đó. Rồi mừng ăn sao Lý? Sao ổng em hỏi chị tám hỏi rồi là mình đã được dược rồi chứ gì? Không, ổng không dược. Ổng không có dược. Nhưng mà em có gợi ý không? Không, tìm sợ má em la. Bé Lý nó cũng sợ bị quánh chết. Bị gì mới đám hỏi thôi mà. Có nghĩa là theo như em biết á, người ta bảo là đám hỏi là coi như thuộc về nhau rồi. Mà thời đó là anh cũng lên Sài Gòn rồi với em rồi. Nhưng mà chừng ấy thời gian mà không làm gì nhau. Cứ hát cái câu gì nè, em chưa thi đỗ thì chưa động phòng. Của Lưu Bình Dương Lễ đó. Nhưng mà thời điểm đó là thật sự là em đang chờ thi và đang tập luyện để thi. Thi Paragame á. Dạ. Nên là anh cũng không làm gì. Cái nhiều khi suy nghĩ rồi nói chứ lúc đó thì anh cũng biết khung mình rồi. Cũng biết khung xa xa gần gần rồi. Bây giờ cái đêm cái đám hỏi thì sao nè? Sao cái đám hỏi là cái đêm tân hôn sao nè? Giờ mình vô thẳng luôn nè. Cái đêm động phòng sao? Ổng xà quần luôn đúng không? Đúng rồi, em không nhậu luôn á nha. Có nghĩa là ông cũng quý cái đêm tân hôn của ông luôn. Không có nhậu. Là ông hoàn toàn tỉnh táo. Mà rốt cuộc rồi tỉnh quá nên nó tức quá. Là coi như ngay đêm đó là có đêm tân hôn hay là phải qua mấy hôm sau? Nói chung là đêm tân hôn nên nói gì anh Thuận vậy đó cũng xà quần không biết lối luôn. Nhưng mà có thành công không, Lý? Không. Thì sao quan biết rồi là đúng không? Thường là như vậy đó. Anh gặp anh với chị Dân coi như là chứng kiến nhiều cặp vợ chồng lắm. Các cặp vợ chồng mà giữ gìn cho tới ngày cưới là thường là ngay đêm đó là không khó có đêm tân hôn lắm. Chỉ có cặp hình như là mấy tháng sau luôn đúng không? Mấy tháng sau mới thành công luôn đó. Không, chỉ có hai đêm đầu thôi. Vì thứ nhất
là ngủ nhà mẹ. Mà anh này cho tới giờ cũng vậy. Riêng cái chuyện đó là thứ nhất là chỗ đó là phải một mình. Chứ mà nếu ví dụ như là phòng này cặp phòng kia của họ được luôn nữa. Mà nhậu rồi là cũng không được luôn nữa. Rồi xong cái đêm thứ hai. Cái đêm thứ hai, cái đêm đầu giống như ông xà quần, ông cũng tự cởi đồ em ấy chứ. Xong rồi nhưng mà anh không biết là như thế nào luôn. Vậy bắt đầu như thế nào là không biết. Rồi xong rồi cái nói chuyện hồi cái măng mê tí xong rồi ôm nhau ngủ luôn. Ủa nhưng mà có hỏi thăm bạn bè hay là má với ba để mà chỉ bí quyết được không? Em không hỏi. Không hỏi luôn. Còn em thì em có không em nói thật nha. Bây giờ nói là về nhà không có được ghen. Là có nghĩa là trước ảnh em có quen một anh kia. Thì ví dụ như những cái chuyện mà không đơn giản thì là mình đã trải qua. Nhưng mà điều chỉ không có cho anh kia là va chạm cơ thể mình thôi. Đó, nhưng mình biết vậy. Nhưng mà anh ấy, nói chung là em quý nhất là cái gì, là anh ấy còn riêng thôi. Là anh có nói dối mình. Thời đó hỏi ông có khen yêu ai hay là có làm gì với ai là phải khai thiệt không? Là không dối em. Anh nói không, chưa. Chỉ có hồi lúc anh 14 tuổi á, là anh có quen cái bạn học, là anh có hung bạn đó. Đó trời đất ơi, 14 tuổi rồi mấy. Là chỉ có bắt trước mà kể từ đó chắc cái đợt đó chắc hung, chắc trục trặc lắm, bởi vì mới ngán cho tới giờ luôn. Chắc có trục trặc không anh? Ủa nhưng mà là Lý, anh hôm trước anh cũng chưa có hỏi em cái chuyện này. Tức là cái vấn đề của em á, cái hoàn cảnh của em á, là lý do gì mà em bị khuyết tật, tức là cái hoàn cảnh á. Có nghĩa hồi em sinh ra là em đứng đi bình thường. Em nói chung là ông nội em còn nói chứ, nhỏ này nè, nữa là nó đi ruộng với tao. Nó bự con, trong mấy chị em lớn con. Rồi cái bắt đầu em khoảng 3 tuổi mấy, gần 4 tuổi cái bắt đầu em sốt. Là em sốt, là từ cái ngày sốt đó dây dưa cho tới lúc em 7 tuổi là chính thức em không đi được. Là sốt bại liệt đó. Dạ, cái thời điểm đó là cái dịch mà sốt bại liệt đó, nhiều bạn bị lắm. Bây giờ mình thì cũng... là người được rồi. Thì đó bởi vậy. Nhưng mà nói chung là may mắn như thế này. Thượng Đế lấy em đi cái chân, nhưng mà cho em lại người đàn ông tuyệt vời, anh xã em. Nên là hiện tại bây giờ và theo em nghĩ là mãi mãi về sau này là em không nghĩ em khuyết tật đâu. Bởi vì em thấy em không thiếu cái gì. Giống như là hồi em còn con gái á, là hầu như những cái gì em thích hay là cái gì đó, chẳng hạn em muốn đi đâu đó, em chưa biết đi chợ là gì luôn á. Cho mãi tới em lớn em không biết cái chợ là cái gì luôn. Quần áo thì ba mẹ em mua sẵn cho em bận vậy thôi. Mà thậm chí em bận quần áo còn bị hạn chế nữa. Nhà em thời đó nghèo lắm, ba mẹ rất nghèo, mà tới 6 anh chị em nữa. Nên là quần áo á, giống như chị lớn bận rồi tới em. Đó, nên là quần áo chị lớn bận xong rồi là tới em. Nên em không có cái cảm giác giống như mua sắm hay chợ búa nó như thế nào. Từ nhỏ em cứ ở trong nhà thôi. Rồi khi em lấy anh á, thì em mới biết là ở bên ngoài nó có rất nhiều thứ mà mình chưa hề biết. Mình chưa hề biết đúng không? Dạ đúng rồi. Mà anh cho em tất cả những cái điều đó. Đi đây đi đó rồi này kia nọ. Mà chị hỏi em nè, khi mà bắt đầu á, em sau cái đêm tân hôn, coi như là qua 2 hôm sau đó, khi mà coi như Lý hoàn toàn là người của em rồi, mà em là người của Lý rồi, thì cái cảm xúc của em sao? Em hạnh phúc không? Lúc đó cảm xúc là nó rất chi là hạnh phúc. Tại vì có cái này cũng vui. Lúc mà sau cái đám cưới á, thì mấy hôm sau á, là cái liên tân hôn á, thì nó có cái trường hợp như này, em thì em cũng không biết. Thì hai đứa mới tối mới xà quần, thì cứ xà quần mà cái giường thì cái giường nhà trọ ở Sài Gòn nó nhỏ xíu hà. Đủ hai đứa nằm mà nó không có lớn. Thì cái ở dưới đó thì cái nệm, nhưng mà cái nệm mỏng nha. Rồi cũng có lón tấm ga cũng màu sáng. Nên là hai đứa xà quần gút gột xong cái xà quần, rồi bắt đầu là dính với nhau, rồi cái là xong hết cái ngủ tới sáng. Thì ngủ một đêm tới sáng thì mình hai đứa bước xuống giường thấy trời gì cái giường thấy gớm vậy. Thì lúc đó mới tá quả ra là trong cái thời gian mà gọi là người ta gọi là cái gì ta, cái gì giống như là cái máu mà nó dính với giường á, thì mình cũng không biết. Thì lúc đó mình cũng không biết, thì nói, em mới hỏi vợ em, nói, ủa cái này cái gì thấy ghê vậy em? Thì vợ em lúc đó hình như em trả lời đúng không, em trả lời là như là cái đó là tiết chinh đó, chính tiết của người gái đó. Tiết chinh.
Thì nó à thì ra đó giờ mình không có biết cái này à. Nói chứ ông mà biết cái thời điểm đó cái đêm tân hôn nó chỉ coi như giống như là mình cũng không nghĩ gì và giống như tự nhiên mình cái cơ thể sinh lý của mình nó giống như là hai đứa gặp nhau vậy rồi tiến tới vậy thôi. Chứ thời điểm đó thì báo đài báo chí đâu các thứ mình cũng đâu có nhiều nên là con ít coi. Đó là cái mà em ấn nhớ tượng mãi. Nhớ hoài dạ. Cảm xúc rất là hạnh phúc đúng không? Nhưng mà mỗi lần em hỏi chuyện đó với anh á là anh cứ mắc cỡ mặt mà anh đỏ tía xong anh không trả lời em gì cơ. Giờ còn mắc cỡ không? À, bây giờ hả? Mấy năm rồi hai mấy đứa chưa? Là... Chị nhưng mà nói chung là riêng về những cái chuyện đó là anh rất là hấp dẫn mà anh tuyệt vời một cách kỳ lạ em không biết nữa. Ồ vậy đó hả? Em cũng không biết chuyện nữa. Vợ chồng á hả? Dạ. Có nghĩa là luôn. Bởi em mới thắc mắc, em mới hỏi bà chị em. Ừ. Mà hỏi chị, ví dụ như chị rồi ví dụ sau này thì sao? Chị nói á, ôi cứ giống như tả bài vậy mày. Em nói sao em không vậy ta, vậy em bất bình thường hả? Nhưng mà ảnh là tuyệt vời, có nghĩa là giống như anh lúc nào cũng cho mình có cái cảm giác là mình luôn mới mẻ. Nên là ảnh hay vậy. Chứ theo khi nếu như mà em mà bị cũ kỹ như chưa chắc là em là người tuổi thân nhiều lắm. Tại vì em cứ nghĩ là trên cơ thể em nó có khuyết điểm á. Nên là em sợ em làm vợ không có được trọn vẹn á. Nên em cứ tự nghĩ nhưng mà anh nói không. Đó là ý là anh tạo cho mình một cái cảm rồi, giác thực là cảm giác là em là bình thường. Anh nghĩ là em lúc nào cũng tuyệt vời và hấp dẫn. Ví dụ anh ấy tạo cho em cái cảm giác này. Cái thanh xuân trong chuyện mà vợ chồng đó là hai vợ chồng luôn luôn nói chuyện á là Hoàng Anh luôn luôn dành một cái tình cảm rất là đặc biệt dành cho vợ rất là trân trọng, anh thấy được điều đó. Hai vợ chồng đã có hai bé rồi. Gái trai đều có đủ luôn. Là bạn đây nhiêu tuổi rồi? Dạ bé lớn em 15 học lớp 9. Là bé gái à? Dạ. Ồ trời ơi hay quá. Bé nhỏ là 8 tuổi học lớp 3. Trời ơi con gái đầu là coi như giờ đỡ đần cho mẹ. Dạ cho nhiều 10 điểm rồi đó. 10 điểm á. Hay là hạnh phúc quá rồi. Hay quá, bây giờ nếu mà kể không, nữa em thì... mãn nguyện. Em mãn nguyện với những gì em đang có. Cũng hai em đứa nói thôi ha. Chứ dạ. Có định đứa thứ ba. Không, nếu mà thật sự mà hứng sinh đó nha, là em với anh đều thích con nít. Thậm chí nếu mà em không sinh mổ á và em sợ là lỡ em xảy ra việc gì không ai nuôi con em sợ vậy á, chứ nếu không em đẻ 4 đứa rồi. Em rất là thích. Thôi hai. Không hiểu đã tại trai sao? Gái đầy đủ rồi là hai đó. Thôi. Tại vì em còn phải hưởng thụ chứ. Nhưng mà em trong thâm tâm là vẫn muốn có thêm đúng không? Đúng rồi. Đôi khi em nói anh, thôi không mấy bây giờ cái đứa này lớn hết nựng được rồi. Thế mình đẻ đứa khác đi để mình nựng. Thôi, đang khó khăn. Thì đó mình sợ thứ nhất, việc, thứ hai nữa sợ sức khỏe. Chưa kể là dịch bệnh nữa rồi, sức khỏe khó khăn rồi. Đủ lắm sức khỏe nữa. Rồi tụi em phải tận hưởng hạnh phúc đi, thiệt mà. Đấy nghe nè, hôm bữa làm có mời lên chương trình Vợ Hồng Son rồi đúng không? Dạ. Và em rất là vui đúng không? Và thậm chí em vui nhất là cái phần nào? Em nhớ không? Em thích cái phần nào? Em thích cái phần kể xấu ảnh. Đó, bây giờ em muốn không? Hả? Hồi nãy giờ toàn là nghe giờ... kể chuyện, toàn là đẹp không bây à? Bây giờ muốn hay không muốn gì cũng phải kể. Bây thôi. Giờ kể đi em. Đó. Không, bây giờ để Hoàng Anh à, đúng rồi, Hoàng Anh kể trước đi. Xấu. Vợ em xấu thì tật xấu cũng, chứ không phải xấu nha, vợ em đẹp nha. Giống như là cái khuyết điểm xấu thì cũng ít chứ không nhiều. Có mỗi cái giống như hai chồng mà cả ngày làm việc mệt, giống như mình khi mình về tới nhà mình muốn nằm xuống cái mình ngủ. Cứ về tới nhà tắm xong cứ vô phòng rồi là ngủ, trước khi ngủ là phải ôm. Mà nhiều khi ôm tới sáng, bữa nào mình ôm luôn tới sáng, mình mệt quá mình ngủ mình ôm luôn tới sáng, cái là sáng ra nói hôm nay anh tuyệt vời. Giống như ôm tới sáng rồi là vậy là phái hả? Khoái ôm vậy đó. Khoái ôm mình á, nhiều khi em á thì thường á kế bên em có cái gối ôm thì em hay ôm cái gối ôm, hay quay qua ôm cái gối ôm mà em ngủ. Mà trong cuộc đời ghét như cái gối ôm đó đó. Đó là tật xấu. Như hả? Cái tật xấu. Cái ba ngủ mà. Xong rồi có khi nào bả đè mình không? Tật đó dễ thương mà. Bắt ôm, bắt chồng mình ôm vậy thôi. Ôm quá, chị em ôm kỳ lạ lắm chứ không phải ôm thông thường đâu. Sao đâu, ôm kỳ ông lạ là sao? Ôm là phải nhét hai cái chân em vô cái háng của ổng em mới chịu. Đêm nào em nói là anh quýu em chưa? Không quýu được khỏi ngủ. Còn mà ví dụ hôm nào anh nói không, hôm nay anh mệt lắm, anh nằm vị trí này anh sẽ thoải mái lên. Tôi nói vậy thì đi xuống chỗ khác ngủ đi. Anh là như vậy anh phải ôm em, xong rồi anh phải nhét hai cái chân em vô trong cái háng anh mới chịu. Nhét vô nó ấm rồi sao á? Không biết, nhưng mà em thích như vậy. Thấy đi không được chứ gác dữ lắm vậy. Ngủ gác thôi. Coi nào mà gác hai chân lên cổ mình không? Có chứ, nhiều khi cũng có. Xem vòng phải không? Xem vòng phải không? Có. Thấy đi không được chứ gác dữ lắm. Em khi em tập rất là mệt, là bắt đầu tối em ngủ bằng... Sáng anh nói em á, em không có giết anh bằng gì mà em giết bằng cái chân của em á. Em để lên cổ anh xong rồi anh nghẹt ở đây mà để xuống hoài em cứ để lên. Rồi gì nữa nè?
Với thêm cái nữa là còn nữa hả? Giống như bữa nào mà vợ em mà mệt trong người á là em biết nằm xuống khoảng chừng 10 phút 15 phút là ngủ bắt đầu là tự nhiên là ra tiếng động đó. Là ngáy đó. Đó là mệt. Nhưng mà thường ngày thì giống như bình thường thì không có gì hết. Nhưng mà cái khi đó mà mệt rồi là ngáy nhiều khi mình ngủ không được luôn á. Vậy đó. Không, cái đó cũng đâu phải tật xấu đâu, cái đó là cái tật của người ta rồi. Em phải kể một cái tật mà xấu á, ví dụ như là hay nóng tính nè, rồi cọc cằn nè, hay là bê bối nè, thì hay shopping đó, bừa bộn nè, mưa đó shopping không nè, bừa bộn nhà còn nè. Một cái xấu nhất nữa là như vậy nè, thôi để ông kể đi, là em biết ông nói đúng về nè, là ăn á là cho ăn cá ngoài làm cự á, khó là ăn á hả? Có nghĩa là chị ăn thịt cá hả chị? Là ổng là người nấu ăn, là vợ em không thích ăn, không thích ăn cá, không ăn cá, phải ăn thịt thôi à. Mà bữa nào em nấu ăn đi chợ về mà em thấy mua cá là bắt đầu quạo rồi đó. Mà mặc dù ổng nấu cực cổ hen, mồ hôi mồ kê tùm lum hen, mà vâng lên là em nhìn thấy vậy thôi ăn mình ăn đi. Không, ủa anh đã anh biết mà không ăn cá mà anh mua vậy thôi, anh chạy cho anh mua thịt nha. Nhưng mà suốt ngày đó em cầu nhau luôn. Là giận hờn đó, là không thích ăn cá đó. Là ăn cá. Em xấu nhất là như vậy đó, cái đó tật xấu đó, cái đó tật xấu đó. Bây giờ có hỏi điệu em không, hỏi có điệu không vậy, có điệu không? Không, không điệu, em không có chở đi. Là sao? Tức là vợ em có cái giống như là muốn đi đâu với em là em phải trang điểm đồ các thứ sạch sẽ đẹp đẽ em mới chở đi, còn đấy, mà để mặt mộc là em không bao giờ em chở. Nhưng mà mặt mộc cái thì đẹp lắm nha, chứ không phải xấu. Nhưng mà em không thích. Có nghĩa là vậy. Nhưng là tật xấu của chồng. Tật xấu của em, chẳng là tật xấu của em đó. Tật xấu của em. Em tự em khai ra trước rồi. Nhưng đó mà nè, riêng Lý thì Lý có thích trang điểm không? Dạ thích lắm. Bao giờ cũng hợp ha. Hai chồng thì cũng hợp. Trời ơi, chứ gặp chị gì làm biến. Ngoại trừ cái là em nghe, ngoại trừ mà lên sân khấu và đi quay này kia nọ thôi, là ở nhà là không bao giờ thấy cái mặt chị trang điểm. Chị làm biến khủng mà mặt đẹp lắm. Chị em nói thật nha, nếu cuộc đời em mà cái chân em nó đi được á thì làm phái làm showbiz, em nói thật lòng luôn. Từ nhỏ em đã ham như vậy rồi. Không biết sao từ nhỏ là em biết lấy phấn son của mẹ ha. Mười mấy tuổi thôi, mẹ đi ruộng là ở nhà làm lấy cái gỗ đó ra bắt đầu em vẽ. Làm điều đó. Nhưng mà hồi bắt đầu là chưa quen anh á, là bắt đầu lớn lên được rồi ha, là bắt đầu biết ngựa, nhưng mà cuộc đời chưa biết mua mấy cái đó như thế nào. Cái tới chừng lấy anh rồi, đúng là cái điều thỏa mãn nhất trong cuộc đời em là anh chở em tới ngay chỗ cái gian hàng đó, xong rồi anh ấy bế em vô trong đó cho em lựa thoải mái, mà chị có tin không? Sướng thiệt luôn. Nhưng mà hai người này lại đồng điệu cái đó. Ông này thì thích vợ trang điểm, mà vợ thì lại quá thích trang điểm. Quá thích trang thì điểm đó là khỏe luôn. Em là cái mở mắt ra là cái việc đầu tiên của em, xính đánh răng xúc miệng xong là em leo lên bàn đó bắt đầu làm. Mà được có cái đủ kiên nhẫn ghê gớm lắm. Đợi em làm bất cứ thời gian bao lâu không cần biết. Đợi là ngồi đợi mà không có tỏ vẻ là giống như nôn nóng đâu, không, rất là thoải mái uống cà phê ngồi đợi. Ông khoái mà, ông khoái chị. Ông khoái á. Ê, hồi nhỏ chắc sớm mới gọi Lý Điệu không, đúng không? Ui sao nó đúng vậy, sếp em gọi em vậy không á. Gọi bằng Lý Điệu. Đừng có nói là nghe cô nhảy xuống hồ cô cũng là mặt nữa nghe. Đúng, chính dạ, đúng xác rồi. Hồi đó mà con Hoa Sen á thì kêu chứ trời, sao con bé đó nó đi thi mà trông nó xinh thế. mà không nghĩ là em xinh vậy là em thi đậu đâu. Khi mà để mà chọn đi cho vận động viên Paragame, em là người gớt đầu tiên. Thứ nhất là trắng, thứ hai là có chút xíu con. Mà mặt mày lúc nào cũng dạng chỉnh chu vậy. Ông nói vậy thì đâu phải là vận động viên, ông sếp á. Nhưng mà ông thầy ông bảo là, nhưng mà riêng con bé này, ai tôi không bảo lãnh, nhưng riêng bé này tôi bảo lãnh. Nó có cái nghị lực ghê gớm lắm. Nên là ông bảo lãnh em mới được thi á, chứ nếu không là em rớt ngay vòng đầu. Vậy hả? Hoàng Anh ơi. Dạ. Bây giờ muốn hỏi nè, cô ấy có ghen không? Ghen em á hả? Ghen á. Bản tính ghen thì đó giờ em chưa thấy, tại vì ít bộc lộ lắm. Mà em cũng không có làm gì để ghen hết á. Nhưng mà cũng hay nói lỗ tai nói hoài vậy đó. Anh đừng có làm gì thế này thế kia nha. Giống như giờ sống mà hai đứa đang sống gì nè. Mới mốt lỡ em mà có mất trước á là anh, cái thứ nhất cái đầu tiên á là anh mà dê dãn với cô gái nào không hay là gì đó là em xuất hiện ngay trước mặt là cho thôi, anh làm là gì đó như anh thế này thôi. Đã dễ sợ không? Em không biết có ghen hay không. Anh làm gì đó, làm gì vậy anh? Lúc đó chắc mặc quần vô luôn. Mà cái câu nói đó là thường xuyên xuất hiện trong tay em luôn. Thiệt á, em nói vậy. Em không có ghen, em không có như thế này thế kia, nhưng mà ngày nào em cũng ca cho anh bài ca con cá. Và thứ nhất là anh cũng không phải là người nổi tiếng, nhưng anh cũng có một chút xíu cái gì đó ở xã hội, nên đừng có làm cái gì mà để ảnh hưởng tới thanh danh của mình. Hiểu không? Chứ còn ghen là không, ấy không. Anh đi dạy, anh có rất nhiều học trò thương thầm anh nha chị. Ha, thì mình biết, mình trực giác phụ nữ mình biết. Thì mình bảo là nói chung
khi mà em cũng vậy, ví dụ ông thầy em quá tốt với em thì em nảy sinh tình cảm là chuyện bình thường. Nhưng mình thầy giới hạn nào đó thôi. Đấy, để cho cái đối phương bên kia biết là à, cái cương vị ông đó chỉ là ông thầy, ông không có bậy bạ với mình. Còn ghen là không ghen. Ok, quá tốt rồi. Thôi bây giờ tới em nè. Bây giờ thật xấu của anh nè. Đó, tới em đó. Không, mà nói thật sự trong cuộc đời em nha, anh không có tật xấu, nhưng mà cái giống như cái mong muốn thôi, là anh ấy nói nhiều hơn một chút thôi là được. Mong muốn thay đổi đúng không? À, muốn cái thay đổi. Cái tật xấu của ông là gì biết không? Biết tật xấu là gì không? Anh nói á. Thì đó, em không biết, nhưng mà anh rất là ít nói. Ở nhà là em nói luôn thai phần ba cha con luôn á. Con bé đầu nói y chang anh luôn á. Nó không nói gì hết, đằng sau còn đỡ chứ. Tật xấu là ít nói nè. Cho nên cái mong muốn của Lý là mong em nói nhiều lên xíu. Dạ, đúng rồi. Bộc lộ cảm xúc nhiều hơn đúng không? Như là ảnh mà ảnh thương em, hay là ngày đó ví dụ ảnh muốn thể hiện tình cảm yêu thương em, ảnh đi ngang cái vậy đó là xong. Đi ngang hay nghịch đụng dai chân, nói chung bất cứ vậy đó, đấy là xong. Thay vì nói vợ hôm nay em đẹp, hay là vợ hôm nay thấy thương quá gì không, là không có lãng mạn đúng không? Rồi ví dụ như tối mà có muốn nó có nhéo không vậy? Trước khi không, tôi muốn cái mang mê cái vú, cái hung tóc đồ làm búa chua vậy đó. Là biết là anh muốn thôi, chứ anh không bao giờ nói là anh muốn à. Không, cái đó là em nói á. Lâu lâu mà ví dụ nhiều khi công việc nhiều quá, với lại hay là căng thẳng cái gì á, riêng em với ảnh mà nếu mà bị áp lực công việc mà căng thẳng á, là chuyện đó không bao giờ làm được. Nhưng mà lâu quá em nói anh ơi em móc rồi đó. không được không được, bây giờ nó móc rồi, không có được, tối là phải giải quyết nghe không. Ông nói anh cũng thấy anh vậy ấy xong, nhưng mà đôi khi tới chiều anh dạy anh mệt, em cũng đi bán em mệt ấy xong, về lăn ra ngủ rồi xong. Ủa em nói em móc mà em. Rồi sao, có lãng mạn không nè? Không, em thấy có mỏi là y như em nói á, chứ thường xong chuyện đó xong rồi là em thích anh nói cái gì đó, nhưng mà anh thì không. Giống như làm xong cái chuyện đó cái xong anh ôm mình vô anh ngủ, cái anh hung trên trán mình cái rồi thế là xong. Không, thực ra cái đó là cái đó là theo chị nghe, theo chị á, mỗi người một kiểu lãng mạn khác nhau. Ví dụ như là cái chuyện mà anh nhéo là chị thấy lãng mạn đó. Thì cái là vậy đó chị. Lãng mạn đó. Rồi cái chuyện mà anh hung em xong rồi anh ôm em anh ngủ là chị thấy cái đó là lãng mạn đó em. Đó. Được chịu khó con cái là ôm tới sáng luôn á. Thương con ơi, chịu khó đó. Là cái đó lãng mạn đó cưng. Trời, hiếu có người nào mà được vậy lắm á nghe. Trời ơi. Em hỏi chị chứ cái giường mà dành cho một người ngủ á, mà em với anh ngủ được suốt mấy năm trời luôn á. Thấy chưa? Chỉ riêng vậy thôi. Ai lại nhà chơi ha, mấy chị em cũng nói hai đứa baby điên hả? Hay sao cái giường nhỏ gì mà vẫn ngủ được? Tại vì là đêm nào ổng cũng ôm mình, nên là nó không có phải là hai thành một rồi đó. Đúng đâu. Rồi bây giờ em mong muốn ảnh thay đổi là chỉ duy nhất là nói nhiều hơn chút xíu. Rồi còn Hoàng Anh thì sao? Muốn Lý thay đổi điều gì? Em chỉ muốn vợ của em giống như là cũng hay càm ràm lắm. Mà giống như là càm ràm thì những cái chuyện mà giống như hai đứa mà không hợp ý cái gì, cái càm ràm giống như là càm ràm xong rồi thôi chứ không có gì. Nhưng mà em cũng giống như là không hợp rồi đúng không, em dẹp qua quan bên không nói tới nữa. Không nói tới nữa, em bỏ luôn, đó là vậy. Mong mà vợ em vậy thôi. Tức là không có nên càm ràm một việc mà càm ràm đi càm ràm lại. Dạ đúng rồi không? Nói xong rồi dứt dạc đi. Mà em chịu khó lắm chị. Em chịu khó dẫn chuyện. Có nghĩa là ảnh mà tái phạm một cái việc na ná cái chuyện cũ đó ha, là em sẽ lấy cái đó ra em áp dụng với cái này. Thì đó giờ anh mong muốn vậy đó. Em nhắm em bỏ được không? Em bớt đi. Em bớt đi cho đỡ áp lực. Chị nói nghe nè, bớt cái đó đi thì ổng bớt áp lực. Em cũng bớt áp lực. Cái là ổng sẽ nói thì nhiều đúng không? Không có. Có nghĩa là gì nè, ổng sẽ dành thời, tức là khi mà em bớt cái cầm ràm nó đi đúng không, thì là ổng sẽ bớt áp lực nhiều, em cũng bớt áp lực nhiều, cái tối cái hại chồng nó khỏi bị móc. Dễ thương à, cái đó đúng, đúng nó đó. Mới hoài luôn. Không áp lực là làm được đúng không? Em nói là vợ chồng cùng chị. Sau khi mà em lên chương trình này xong em mới phát hiện là thì ra là mình bị móc là lý do mình cầm ràm nhiều quá. Ổng bị áp lực. Không phải đúng em, nó làm cho người đàn ông bị cục hứng á, bị cục hứng đó. Là áp lực đó. Thật ra như này nè, anh cũng mong muốn rằng là Hoàng Anh sau chương trình này về sẽ hiểu vợ nhiều hơn, và thậm chí là mình đã lãng mạn trong cái cách mình thể hiện rồi đó. Nhưng mà anh vẫn mong em có nghĩa là nói nhiều hơn nè, bày tỏ nhiều hơn với cô gái này, tại cô gái này rất thích cái điều đó nghe. Ví dụ như thay vì em vậy nè, nhéo một cái con mắm này bữa nay dễ thương quá đó. Đó là dính liền anh. Lý điệu này nè. Không, con mắm dễ thương á. Mắm này bữa nay dễ thương quá. Chết luôn đó. Bữa nay chăn mắm đó nghe. Rồi cảm ơn Lý và Hoàng Anh đã đến với chương trình Vợ Chồng Son.
ha. Dạ. Chúc cho hai em công việc sẽ thuận lợi nha, may mắn và thậm chí là sẽ yêu nhau nhiều hơn trong những năm tiếp theo. Hạnh phúc dài lâu, hạnh phúc dài. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn chị. Rồi.